bạn muốn mua robot nhanh chóng giá rẻ uy tín thì hãy ghé ngay robotviet.com nhé rồi ok xin chào tất cả anh em nha <laughs> ngày hôm nay mình tiếp tục với tựa game on ta tower defense thôi nhé anh em thì uh, hiện tại bây giờ có một số bạn hỏi á anh ơi cái con gì bây giờ thay thế đép đầu cho cái con su? thì mình đã có làm một clip là gọi là cái đó là gọi như là đội hình full uh... Ờ, đợt, update này mình cũng đã nói là có con rau đen là bây giờ hũ rất là ngon nhưng mà kiểu như mọi người vẫn có chưa chưa có hiểu á bây giờ thì mình sẽ làm kỹ hơn là mình sẽ đem rau ra, rau đen đi vào tori của uh, chú quỷ muzan đánh cái ải cuối cùng cho anh em coi nhé và thủ đầu bằng con rau đen cho anh em coi để anh em khỏi thắc mắc nữa thì rau đen của mình hiện tại á nó mới level 69 thôi chưa 80 thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình đặt nó lên 80 nhé anh em hãy mình sẽ đặt lên 80 Ừm 80 nè anh em đó, cấp 77 thì mình coi mình cho nó ăn mấy cái con lẻ lẻ này thật là 80 nổi hay không ha à? chắc là không có 80 nổi đâu nhưng mà mình uh... thôi, thôi cứ để mấy con này ra đi mình sẽ cho mấy con khác ăn mình sẽ lấy bốn uh... con kinh nghiệm năm sau cho nó ăn đó leo vào 80 nha anh em 134.25 Dam đó confirm rồi bây giờ mình sẽ đem vào chú quỷ buzan mình đi và mình dùng rau đen để mình thủ đầu cho mọi người coi nha rồi now nào chú quỷ mu hãy go <laughs> dùng con rau đen bây giờ hủ đầu là ngon rồi anh em mà không còn con gì ngon bằng nữa mọi người hỏi sao không dùng nách xu thì nách xu nó đã một ngàn tiền thì làm sao mà hủ đầu được mọi người mới đầu vô nó cho có 500 tiền mà mọi người đòi đặt ngàn tiền thì tiền đâu mà hủ con rau đen nó có 450 tiền mà nó có thì hồi xưa là con nó sâu á nó 500 còn râu đen có 400 rưỡi thì mọi người có thể dùng cái cách như hiện tại là uh, buôn mây ra đó bên này là mình sẽ đi uh, gọi là đi tốc độ cho mọi người coi nha và dùng râu đen để hủ gọi là sẽ dùng bút đam luôn bút dam mình bút lên thì mình chắc là đánh bay thì sẽ dùng con visa để quay 7 hay quay năm gì đó quay bay nó ra thì mình cho nó đánh như là quay 7 anh em ạ à. đó có 150 t đi cho mọi người nhìn dễ thấy nhất thôi còn cái đội hình này đi chú quỷ mua thì easy rồi chủ yếu là cho mọi người con râu đen nó hủ như thế nào thôi đó mọi người có thể làm theo mình râu đen thì mọi người không cần thiết phải 80 nha tại mình năng 80 cho nó đẹp tại cái con nào đang meta thì mình sẽ đập lên 80 sau đó, nếu mà nó ao thì mình sẽ nâng một con mình sẽ chờ đợi nó ra meta mới thì mình update lên thì mình năng lên 80 nữa cứ như vậy như vậy thôi anh em ạ à. Ừ, mấy bạn hỏi đập lên 80 rồi không dùng rồi có tiếc không đương nhiên là phải tiếc rồi nhưng mà nó ao mấy ta thì làm sao mà dùng được mọi người chẳng hạn như con nó xô đó bây giờ thì cất nó vô tủ luôn rồi không có dùng nữa ngàn tiền Đặt ra ngàn tiền từ khi nào mà anh em không có con gì á đem nó theo để đi infinity khi nào mà dư rồi á, thì đặt nó ra thôi chứ không ai xài nó hết nữa anh em à. hồi nãy mình quên đem con nó xô theo đặt chơi cho anh em coi ha tại nó ngàn tiền mà em cũng không muốn đem đem mấy cái con đó anh em thấy rẻ 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 đi tốc độ cho anh em thấy thôi dùng con rau đen để đép đầu và mình sẽ xây bulma hãy nét một cái nữa rồi rau đen rau đen ra nè rau đen đặt ra là 134.25 đam 5 giây đến một lần đó răng 25 5 giây mình mình nói rất là nhiều lần rồi lý do tại sao mà nó 5 giây một đánh một lần nhưng mà mình nó nó thủ đầu ngon nè anh em thấy không nè vô tầm nó đánh đi tới đây nó sẽ đánh tiếp một cái nữa cái tầm nó rộng ví dụ vô đây nó đánh cái xong xuống đây nó đánh cái tới đây nó đánh cái nói chung là tầm rộng là ngon cái răng nó cao mọi người ạ đó giờ là ngồi chờ thôi mọi người ạ à. xây có thể là mình nâng nó lên một nè Nè, mình nâng nó lên một cho nó hủ đó anh em up lên một hai trăm năm mươi chín năm mươi lăm đó vậy là được rồi máu quái thì chưa có gì đâu bây giờ là ngồi xây nha thì tốc độ cho anh em coi luôn nha dùng bút dam đi tốc độ cho mọi người coi luôn bây giờ cái chú quỷ mua danh này thì nó đơn giản lắm anh em ạ à. ấy có khi mình lại mình buồn buồn mình lại làm cái clip mà một mình con cái gì ta không một mình thì chắc là không nổi chắc là phải có kèm thêm bút đam anh em ạ à. một mình con nagato sắp sao để đi đó Úp nhà lên thì nói chung á, thì con nào đang beta thì anh em dùng thôi lỡ mà đập nó lên 80 rồi mà nó có ao thì bỏ chứ không có gì là tiếc hết <laughs> không phải là tiếc nhưng mà nó không có dùng được nữa thì đương nhiên là phải bỏ thôi tiếc ai chả tiếc mọi người Đấy, nhà là nhà lên tiếp nét lâu nét luôn nét lấy tiền ấp nhà lên nè em đó khi nào mà quái bay ra thì mình sẽ đặt uh, con Riza ra cho nó thủ còn không muốn xíu nữa đủ, đủ tiền ra mình đặt thẳng con Nagato vào cho nó thủ luôn cũng được nữa nè mà tay sẽ hết thôi nó Ari quay 6 nó ra rồi thích thì mình đặt đập thẳng cả con Nagato cho nó đánh cũng được nữa xe nhà lẻ lắm mấy máy bay nó đi được xuống tới đây chắc nét tới quay 89 vậy rồi á đó. đó mình sẽ đi chết máu quái coi Ủa anh em thấy chưa mình con này nó hụt đầu easy đấy 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 anh em thấy chưa dễ dàng. à không phải là dễ dàng nhưng mà con này là một con thủ đầu bây giờ nó kinh lắm anh em mà nó còn hơn cả con nắp xu nữa nắp xu hồi xưa thì nó đánh đốt mà anh em up tới uh, mấy nó có ao e đâu hình như là có ao e liền nhưng mà kiểu như là ao e tròn đúng rồi, AoE e tròn Up lên ba uh, thì nó sẽ có ao e v và tầm xa đó. Bây giờ mình có thể nâng con rau đen lên phát nữa cũng được anh em, nâng con rau đen lên phát nữa. Đó. Chắc chơi 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 một hay hai cái nhà gì cũng được. Đó. Quái bay thì chưa thấy mặt một ở đâu hết. Đấy. Anh em thấy chưa? Con rau đen nó kinh khủng chưa? Đây, bây giờ mình sẽ nâng mắt con rau đen lên cho anh em coi nha. Đó, có những con quái nó hơi trầu, nó đánh một phát không chết rồi nè Đấy. Ủa, nó chắc là bị lỗi anh em à À, chắc là bị lát, bị lát, bị lát thôi, bị lát thôi Chắc mấy con này có bốn trăm mấy máu mà Đó Đấy Đó, anh em thấy sao Anh em thấy sao Đó Ui, mình quên đăng cái nhà rồi Để heo Thôi lỡ rồi sẽ nâng mắt con râu đen trước luôn Đấy, nó đánh đen thùi lùi không thấy cái gì hết Nó đánh đen thùi lùi không thấy gì hết em à Đấy, nâng lên mắt nè Đó, anh em thấy sao, ok chưa Mát rồi đó Nét nhà lên, là... đấy cho một con uh... con gì ta, con Riza ra cho đánh quái bài này nè, năng con Riza lên phát Đó. cho nó đánh quái bài nè em ạ, năng lên cho nó đánh quái bài thì không có gì hết á hết luôn cho nó lên một tắt đặt nagato ra nha nagato ra đó nâng mắt nhà này nâng nagato lên đó dễ liên dễ liên có thể là mình đặt một con bút đam ra chẳng hạn nè giờ mình đặt thêm con bút đam ra đấy Chơi hai cái nhà thôi mọi người nè mình boost đam cho con này lên cái cũng được đúng không nè bắt lên à mình sẽ ăn con nagato lên nè nagato đó đánh được array xong win game win game anh em ạ à. anh em anh em thấy cái sức mạnh của con râu đen nó hổ đầu chưa kinh khủng đấy mát một mình con này cái tôi nó đánh là được rồi anh em <laughs> chủ yếu là mình chứng minh cho anh em coi còn nói con râu đen bây giờ quên nữa mình sẽ bút đủ tắt cho con râu đen hết anh em đó mình sẽ bút đủ tắt cho con râu đen coi thật down nó như thế nào nha Ờ, uh, ngay chỗ này thì nó không được rồi không được rồi anh em à uh, à à à à à để mình coi mình đặt sau mà không được rồi à bút ngược lên trên đây bút ngược lên trên đây anh em bút ngược lên trên đây đó bút ngược lên trên đây bút ngược trên đây coi đủ tắt là được nhiêu nha Đó, hai gần 3 ngàn đam What the hell Con nào cũng 3 ngàn đam không <laughs> Kinh thật sự Mà đắp con này lên mát luôn anh em Đó Chắc con Minato ra chơi nha Minato ra chơi anh em ạ à. dễ yeah, được rồi mọi người à Đã Thêm con bút đam ra Đó, cho nó Hồi nó bút độ nó không bao giờ bị tắt đam Bút đam anh em ạ à. con này à, à, dính, dính nó không dính đàm chứ là... vậy là quyết, game là dễ game là dễ liền mọi người à, nè thấy sức mạnh của con, con rau đen nó bút đàm kinh chưa ra nó bút vậy ai chơi ai chơi lại nó nữa. Đã nó đã đép đầu ngon rồi mà bây giờ boost đam lên nữa anh em thấy không? 3000 đam. What the hell? Rồng đen 3000 đam. Trời ơi. Trời ơi. Chưa tầm là mấy con này nó sự hết anh em ạ Đấy Quên, mình bán cái nhà này đi Để làm cái gì, đặt ra thêm con rau đen nữa ha Đó, thêm ra con rau đen nữa Rau đen thì chỉ tầm, à uh, rau đen là 6 ngàn Cho nó 6 ngàn 2 rưỡi tiền đây anh em Đó, tính vậy cho nó dễ, 6 ngàn rưỡi tiền Đó, đặt ra thêm con rau đen nữa Game em là giả liền Ủa bị cái gì vậy Đây Xin bị mắc tắt mút đàm chứ Đó Đấy Mỗi gì uh, ta Mỗi lần update thì nó sẽ Đổi một meta mới Ví dụ như kỳ này là rau đen qua được sau nó sẽ fit rau đen đi Xong rồi nó sẽ ra một con mới nữa kiểu gì còn có một số bạn mà trả lời luôn nó hỏi là bạn nó hỏi là em không có dead note thì em thay bằng con gon được hay là không nói chung là em thích thì em đem nó vô em đặt thôi còn nói về vấn đề mà hiệu quả thì nó không bằng con dead note được rồi giải thích đơn giản như thế này là con dead note là nó có khả năng em đứt một cái nó có khả năng giải quyết một đợt lính cho em một đợt quái là em sẽ được qua quay mới còn con go nó sáu giây nó đánh mười mấy ngàn đam đi nhưng mà nó không bao giờ giải quyết được hết có một lực lính cho em mà nó thí dụ được lính già vậy hay nè con go nó đâu có giải quyết được chỉ con đít thôi đó đơn giản là vậy giờ thích cho mấy bạn hiểu luôn mấy bạn hỏi hỏi nữa đó có khi nào mình làm cái clip mình đi con nay <laughs> mình làm cái clip mình cầm con nagato mình đi chú quỷ bu luôn luôn cho easy anh em chỉ cần một con <laughs> Nagato sáu sao, sao là win uh, chú quỷ Muzan <laughs> Thật sự dám lắm á, dám win chú quỷ Muzan lắm anh em Chỉ cần Nagato thôi là win chú quỷ Muzan đó Đó, à, chú quỷ Muzan chuẩn bị xuất hiện nha anh em Đó, à, cái này là bút đam lên gần 3000 damage nha anh em Đó à, đam lên gần 3000 damage, kinh khủng lắm thiệt Level 80 có một đam Đấy Bút đam lên ừ. Cờ lo đi chúng tôi này Cờ lo đi chúng tôi này Rồi. Cờ lo này Nó mà đủ tiền mình đặt ra thêm con rau đen đó nè Nó anh em không Con đen nó lẻ nó lẻ của nó sâu luôn, rau đen lẻ không? nó sâu, Nó xịn. Cái thứ hai là rau đen nó lẻ nữa anh em ạ. À. Rau đen nó đâu có mắc đâu, 6.000 tiền. Đấy, hành niên boss nhà chúng ta. Mày chết mày rồi con. Mày xong mày rồi con. <laughs> 80.000 máu anh em ạ. Ồ, Riza nó chọi luôn rồi kìa. Chưa gì là Riza nó đã chọi rồi anh em ạ. À. Đấy. chưa gì đi ra nó chọi cho mà ban đầu rồi đi xuống đây đi xuống đây mày qua đây Đó, đi ra nó chọi hết mấy ngàn máu rồi đó đó chuẩn bị vô minato nó đánh rồi nha chuẩn bị vô minato với râu đen nó đánh rồi nha đau lên Bước vô chỗ Minato, Minato đánh liền. Nè, bước cái giòi vô. Bước cái giòi vô. Nè, tới rau đen nè. nè. bước cái giòi vô. Hút liền. Hút liền. Đó. Bắt tiêu luôn. <laughs> đó thì cũng coi như là mình đã chỉ cho anh em một con ủ được của con sẽ luôn một con đếp đầu hiện tại bây giờ đó là rong đen anh em có thể nâng nó lên 80 để đi Infinity hay Tori hay là trai cái nào cũng ngon hết nha đó thì cái clip này mình sẽ kết thúc tại đây thôi anh em thấy clip này như thế nào hãy để lại bình luận bên dưới nhá thì anh em muốn mình review con gì hay là có người hết gì hãy comment bên dưới luôn nha em cảm ơn anh em đã bỏ một chút thời gian để xem clip mình nhá hẹn em những clip sau bye bye